Cezum dưỡng da, cấp ẩm là sản phẩm skincare không thể thiếu của tất cả tín đồ yêu làm đẹp, đặc biệt là trong giai đoạn mùa hè thời tiết nắng gắt như hiện nay. Là sản phẩm đem lại nhiều công dụng, tuy nhiên việc sử dụng không đúng cách không phát huy được hết công dụng tuyệt vời của em Cezum B5 Derma Skin này đâu nhé. Chính vì vậy, hãy cùng shop theo dõi video bên dưới để biết cách sử dụng Cezum B5 Derma Skin này sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Để phát huy được hết công dụng của Cezum B5 Sở Kinh bạn có thể tham khảo cách sử dụng bên dưới để em này đạt hiệu quả tốt nhất. Trước hết bạn hãy dùng sữa rửa mặt để lấy đi lớp bụi bẩn và bã nhờn bên trong lỗ chân lông. Tiếp đó, bạn hãy thoa một ít tông nở dưỡng ẩm lên da để giúp làm xe khít lỗ chân lông, cũng như giúp tăng hiệu quả khi sử dụng em Cezum B5 này. Sau khi dùng tông nở xong, bạn lấy ra tay một lượng Cezum B5 Sở Kinh vừa đủ và thoa đều lên mặt kết hợp dùng tay vỗ nhẹ massage để tinh chất thẩm thấu nhanh và đều vào sâu bên trong da sau khoảng 10 phút, bạn có thể dùng kem dưỡng ẩm để tăng hiệu quả dưỡng da. Lưu ý, để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên sử dụng serum B5 này hàng ngày liên tục vào buổi sáng hoặc tối nhé. Serum B5 là sự kết hợp hoàn hảo giữa axit hyaluronic tự nhiên với khả năng dưỡng ẩm mạnh mẽ cùng niacinamide, không chỉ giúp dưỡng ẩm da từ sâu bên trong mà còn giúp làm mờ nếp nhăn và làm trắng da. Trong đó, với thành phần Pro provitamin B5 10%, với hiệu quả dưỡng ẩm cùng khả năng thẩm thấu cực kỳ tốt, giúp kháng viêm, giảm mẩn đỏ và hỗ trợ thúc đẩy sự phục hồi da hiệu quả. Bên cạnh đó, với thành phần vitamin B5 còn giúp giữ ẩm cho da, để làn da luôn căng mọng nước và không bị khô, bong chóc da. Ngoài vitamin B5, MC Zoom này còn chứa hai Luzunic, là một trong những hoạt chất dưỡng ẩm cao, vừa cung cấp độ ẩm cho da, vừa hỗ trợ làm giảm đáng kể các nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa da giúp níu kéo lại thanh xuân tươi trẻ cho chị em nhé. Tiếp theo là Niacinamide, một trong những thành phần không thể thiếu trong MC Zoom B5, vì đây là một dưỡng chất cần thiết cho làn da để cân bằng độ ẩm, ngăn ngừa mất nước cho da và làm mịn da, hạn chế sự xuất hiện của lỗ chân lông, đồng thời với niacinamide, có trong serum B5 còn có khả năng tạo một lớp màn bảo vệ da trước sự tấn công của tia UV nữa nhé. Bên trên là các thành phần nổi bật có trong C-Zoom B5 GD Skin, chị em có thể tìm hiểu xem có phù hợp với da mình hay không nhé. Cezum B5 Derma Skin hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán Cezum B5 Derma Skin hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.